ngày 19 tháng 8, Đoàn Bệnh viện Ung bướu, Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn báo Sài Gòn Giải phóng, Đoàn Viện kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, Chi đoàn Xí nghiệp chế biến thực phẩm 2 và Chi đoàn Trung tâm kinh doanh chuỗi cửa hàng Vishan, Công ty trách nhiệm hữu hạn MD Trường Thịnh phối hợp tổ chức chương trình Áo trắng đến trường lần thứ 8 năm 2023 tại trường tiểu học Thạnh Bắc A, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Với tinh thần lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, đoàn tổ chức nhiều nội dung và hoạt động ý nghĩa cho học sinh hai trường, trường tiểu học Thạnh Bắc A, trường tiểu học Thạnh Bắc B, như trao 20 suất học bổng dành cho học sinh khó khăn vượt khó với 1 triệu đồng một suất, 500 áo trắng, 5.000 cuốn tập, 500 bộ dụng cụ học tập, gồm cặp học sinh, bút lông kim, bút chì, gom, thước kẻ, hộp bút. Đặc biệt, đoàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 400 lượt người dân. Tặng 400 phần quà nhu yếu phẩm, 2 tấn gạo, gian hàng không đồng gồm các nhu yếu phẩm, quần áo cho trẻ em và người lớn, đồ chơi trẻ em. Đến với chương trình lần này, ngoài việc được tặng học bổng, áo trắng, cặp sách, các em học sinh còn được trải nghiệm với những phút giây thư giãn cùng gian hàng trò chơi dân gian, tô tượng, tranh cát, đua xe mô hình nhận quà liền tay và thỏa thích thưởng thức những món ăn ngon. Anh Đặng Thanh Hào, Phó Bí thư Đoàn Bệnh viện Ung bướu chia sẻ, thông qua chương trình Áo trắng đến trường, chúng tôi mong muốn trở thành người bạn đồng hành của trẻ em hiếu học, giúp các em có thêm niềm vui trước ngày tụ trường. Bên cạnh đó, việc tổ chức khám phát thuốc, tư vấn sức khỏe và tặng quà người dân cũng để sẻ chia phần nào khó khăn với bà con mình. Không chỉ mang lại giá trị thiết thực đến cộng đồng, mà chương trình trước hết thắp lửa tình nguyện cho chính đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn, thúc đẩy tinh thần lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng. Anh Mai Xuân Nhịp, Phó Bí thư Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã đã đồng hành cùng chương trình rất nhiều năm. Mỗi năm đều mang lại đến những cảm xúc, trải nghiệm khác nhau và tất cả đều mong muốn góp một phần sức chăm lo cho thiếu nhi, bà con nhiều nơi trên đất nước mình. Nhân dịp này, đoàn cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hợi, 88 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên. Trao phần quà thiết thực đến cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Sa Mát. Tổng kinh phí chương trình 350 triệu đồng.